chị xem like chấm like dùm em nha mọi người ơi. Chấm like giùm em mấy chị ơi, chấm like tương tác giùm em nha, đợi xíu em kiếm cái link. Đang xem like chấm like lên giùm em nha mọi người. Chấm like giùm em mấy chị ơi, hôm nay like áo phông nha. Áo phông mới về kiện mới đẹp luôn. Hello chị Thanh Loan, hello chị. Cái này nó bự.
Chấm chấm like đi mọi người ơi, lên nha mấy chị ha. Áo phông đồng giá 50 ngàn một áo cho em nha. Siêu phẩm báo sao cho mọi người. Siêu phẩm là áo khác giá khác báo sao. Mẫu em mặc chị nào chốt lên mã Doraemon giùm em nha. Chị nào chốt bao sạch mới luôn mấy chị. Rồi chị nào chốt áo em mặc lên mã Doraemon cho em. Doraemon 53kg lại trên vừa. Doraemon 53kg lại vừa nha. Rồi một con hiện đẹp chưa nè. Rồi đẹp chưa. Rồi ai chốt mã hiệu lên mã hiệu cho em mấy chị. Mã hiệu cho em 55kg lại trên vừa. Coi giảng mạnh. Chứ là chị nào chốt mã hiệu lên mã hiệu cho em nha. Mã hiệu cho em 55-57kg lại một đường mấy chị ha. Đằng sau đẹp chưa. Đồng giá 50 ngàn một áo giá khác em báo mấy chị ha. Rồi lên cho em mã hiệu. Mã hiệu 50 ngàn cho em ha. Mã hiệu 55-57kg lại vừa. Còn con cơm bự 60-62kg lại dùm em nha. 60-62kg chấm like lên cho em mấy chị. 60-62kg chị nào chốt này lên cho em mã cô gái cho em nha. Cô gái thì em phong rộng 60-62kg. Mấy chị đang xem bên nhóm chợ chấm like dùm em mấy mọi người ha, chấm like dùm em nha. Rồi lên mã cô gái giùm em ha, một con phong rộng giống quần cho em nữa nè. 62-63kg lại cho em vừa. 62-63kg lại vừa chốt mã chữ dùm em nha. Mã chữ con này phong giống quần. Rồi lên mã chữ giùm em mấy chị. Chấm like tương tác mọi người ơi, chấm like tương tác giùm em nha. Ai muốn xem gì thì comment lên em like nha mấy chị. Đợi xíu ha. Hình con ngựa hả? Hello chị An Yên, hình con ngựa hình như không có, hình như em sợ không thấy hình con ngựa sao? Bà ba, chị Ngoan Võ ơi, chị xem bà ba đúng không? Chị xem mấy cái mẫu mà sao 50 ngàn chị ơi, cái này sọc đỏ. Con này là dáng ngắn crop top cho em. Con này dáng ngắn crop top nha. Con này 58kg lại cho em vừa. Được đẹp luôn. Cánh dơ nhẹ nha, co giãn tốt. Chị nào chốt chiếc này lên mã sọc đỏ cho em. Hình con ngựa không có, hình như có hình con khỉ không có hình con ngựa chị An đi. Ra chốt sọc đỏ lên mã sọc đỏ cho em là 58-60kg lại cho em vừa nha. Đồng giá 50 giá khác em báo. Đồng giá 50 giá khác báo chị qua bỏ ơi, cái mẫu này nè chị. Đây, những cái mẫu mà em gửi hình chị đó, còn cái mấy cái mẫu mà chị hỏi em là nó còn lẻ lẻ một cái không à. Như cái màu tím chị hỏi em thì chỉ còn size số 2 thôi, cái này thì sale 50 ngàn nè, chị lấy thì chị lấy. Cái chị hỏi màu tím ha. Màu tím thì còn cái này size số 2 thôi nha, 50 ngàn. Chị chốt quá thì lên giùm em áo tím size số 2 nha. Áo tím size số 2. Giang yên chờ em xíu nha. Em coi được có không. Rồi cái màu vàng. Màu vàng chị hỏi em nè. Màu vàng. Chấm like mấy chị ha. Màu vàng thì em còn cái này là size số 2, hình như là còn cái đúng rồi, còn cái này size số 2 thôi, số 3. Số 3 cũng hết. Đó, số 2.
là 50 nha. Cái đó em xả 50 ngàn đó, chị có lấy thì lấy. Áo phông mấy chị chờ em xíu, áo phông chờ em xíu nha. Màu đen. Đây, cái màu nâu này còn cá size số 1 nè. Xả 50 luôn. Màu cao khô á. Màu nâu. Chị Cherry, hello chị. Sọc đỏ đẹp mà rộng, không có rộng đâu chị bao nhiêu ký em mặc cái sọc đỏ này cho. Chị bao nhiêu ký? Để 58 kg đổ lại. 58 kg đổ lại, nó giới hạn là 58 kg đổ lại. Nhưng mà đổ lại bao nhiêu ký mặc cũng được, cũng đẹp hết chị. Em 44 kg nè. Con này là dáng ngắn crop top và thụng cánh dơ cho em. Nè ha. Em là 44 kg nha. Đó, cho nên chiếc này là 50-58 kg là mấy chị mặc đẹp luôn. Cái này là hàng suy nha mấy chị, hàng suy tuyển, nhưng mà hàng là hàng VIP cho em luôn á. Hàng VIP, tiện VIP, bao sạch mới nha mọi người. Bao sạch mới. Rồi áo tím nè, nâu. Mấy cái này là 50 ngàn hết nha, chị ngoan bỏ. Cái nào giá nào em báo chị lấy nha. Màu đỏ đô nè chị. Màu đỏ đô em còn size 1, 2, 3, 4 luôn. Màu đỏ đô em còn size 1, 2, 3, 4 luôn nha. Chị nào chốt đỏ đô lên đỏ đô giùm em. Đỏ đô size 1, 2, 3, 4. Đó là bây giờ sao mà coi comment được ta. 46 kg. À vậy á, chị tùy chị nhìn nha. Tùy chị nhìn, cái này 58 kg lại cho em. 58 kg lại mặc được. Tùy mình nhìn giùm em ha. Chờ em xíu ha mấy chị ơi. Không tìm thấy cái like đâu rồi, không có coi được comment. À đây rồi, đây rồi. Em chào chị Đào Nguyễn. Áo bà Ba Thiêu đang lên nè chị. Áo bà Ba Thiêu đang lên là sale có 50 ngàn thôi nè. Dạo này like nó không có hiện comment, nó cực lắm mấy chị ơi. Rồi đỏ này là đỏ đô nha chị. Đỏ đô em còn size 1, 2, 3, 4 luôn đó. Đỏ đô 1, 2, 3, 4. Rồi con này là màu cam đất cho em nè. Những chiếc này là xả 50 ngàn nha. Cam đất cho em còn size cam đất còn size số 1. Cam đất em còn size 1, size 2. Cam đất còn size 1, size 2 mấy chị ha. Màu đỏ cho em nè. Đỏ, đỏ tươi, đỏ tươi. Không ai, cái đỏ đó là đỏ ớt. 1, 2, 3, 4 cho em màu đỏ ớt. Đỏ đô 4, cam đất 2. Ok chị. Đỏ đô 4, cam đất 2. Rồi, đỏ đô 4, cam đất 2. Chấm chấm like mọi người ơi, chấm like. Màu hồng nè người đẹp. Màu hồng size 2, 3, 4 cho em nha. Màu hồng size 2, 3, 4. Mấy cái này là giá 85 mà em đang xả có 50 ngàn một áo. Tại vì nó còn lẻ size. Này là áo bà ba nha mấy chị ơi. Em đang like phong trắng mà có chị hỏi bà ba, nên là lỡ em like bà ba một xíu, cỡ tầm chừng 15-20 phút em quay lại phong trắng nha mọi người. Mấy chị xem like chấm chấm like giùm em với. Hello chị Kim Hằng. Rồi cái sọc đỏ của chị Phùng Ngọc Thảo. Hello chị. Sọc đỏ em chốt chị Phùng Ngọc Thảo. Đó, chốt chị Phùng Ngọc Thảo ha. Bốn tám ký mặc size số 1 thôi chị. Trời ơi, I love you Paris, đẹp chưa? Chấm like giùm em nha mấy chị ơi, chấm like giúp em. Hồng 2, chị An Yên lấy hồng 2 ok chị. Chị ngoan bỏ ơi, cái này em kêu nó là màu hồng thôi chứ nó không phải hồng sen. Màu hồng sen nó sẫm màu hơn, màu hồng sen nó sẽ sẫm màu hơn nha chị. Rồi, em chốt chị An Yên.
chị Bến Thị Lê. Hello chị Kim Hằng. Ồ chị Kim Hằng, cái đơn chị lâu lắc luôn rồi đó, cứ lựa thêm chị em đi đơn nha. Hồng sen 3, hồng 3 em chốt với chị ha. Rồi còn cái đen nè. Đen 1 cho em, đẹp chưa? Đen size 1. Áo em mặc 55kg lại cho em vừa. Áo em mặc 55kg lại vừa nha. Chị nào chốt đỏ tim lên cho em mã tim. Chị nào chốt tim lên mã tim giùm em ha. Rồi đen 1 giùm em nè. Phong đồng giá 50.000 một cái nha chị Thơ Bùi, kiện mới khui luôn, toàn là con đẹp. Đen 1 giúp em nè. Cam đắt số 2 của chị. Rồi, màu tím than size số 2 cho em nha, màu tím than size số 2. Rồi chốt tím than lên mã tím than giùm em. Tím than size 2. Không biết bên nhóm chợ nó có ẩn comment không nữa. Mấy chị bên nhóm đầu mối giá sỉ, mấy chị chấm like giùm em cái, em thôi coi thử có thấy comment không nha mấy chị nha. Tại vì giờ đang like ba máy mà có một máy để đọc comment à. Hello chị Phan Hồng, hello chị. Rồi màu xanh, à quên, màu tím than cho em size số 2. Màu tím than size số 2, màu đen không lấy hả chị? Màu đen không lấy hả chị gì? Chị Ngoan Võ, màu đen không lấy hả người đẹp ơi. Rồi mẫu này em sale 60.000 nè. Mẫu này em sale 60.000 nha. Chị nào ok thì chốt tiếp nè. Mẫu này cũng 85 sale 60, cái này 60. Màu cam sữa cho em nè, size số 5. Em like nhanh mẫu bà ba chị Ngoan Võ có chọn chọn nha. Áo em mặc 50.000 nha chị Tí. Áo em mặc 50.000 nha, ok thì em lấy nha. Rồi đen size số 4 cho em nè, 60. Đen size số 4. Cô Ban Ba nè, 60.000. Cái này là em xả lỗ luôn á. Đó, báo với chị Ngoan Võ giá sỉ là giá khác, mà này em xả lỗ luôn á. Mình lựa trên like mình rất là lợi luôn. Nè, xanh cô Ban cho em size số 3 nè. Cam sữa, đen, cô Ban, ok chị nè. Lấy hết cho chị về bán, rẻ, em xả nữa. Rồi, tím Huế nè, tím Huế size 5. Tím Huế size 5. Mấy chị xem like chấm like giùm em nha mọi người ơi. Tím Huế size 5, 55kg, 1m6, 1 size số 2 nha chị Thu Kim. Áo bà ba, cái này mấy chị mặc với quần đen ống rộng. Chị Tí ơi, áo em đang mặc là đồng giá 50.000, chị có ok không? Để em biết em chốt nha. Ở đang like áo phong mà vô bà ba luôn, để em like bà ba. Em lên mấy cái mặc thử từng bộ cho mấy chị xem mẫu. Rồi mặc thử cái cho mấy chị xem mẫu rồi mấy chị chốt nha. Xanh hình như còn cái size 2 sao á chị. Đây, màu này là màu tím Huế. Màu tím Huế còn size 2 với lại size 5 nè. Đây chị Thu Kim, nguyên bộ là em mặc nè. Nguyên bộ áo màu quần đen ha. Áo màu quần đen cho em. Rồi đó. Bình thường á, là cái áo này bán 85.000 một áo. Cái quần thì 60.000 một quần hồi đó giờ rồi mấy chị ha. Mặc dù là xăng lên giá, vải lên giá, giá thành lên, mà em vẫn bán giá quần là giá y cũ. Thì thành ra một bộ như em đang mặc là 120 nha. Rồi màu tím Huế em còn size 2 và size 5. Tím Huế size 2, size 5 cho em. Cô Ban hình như còn cái số 2. Ủa cô Ban còn cái số 2 nè, chị An Yên lấy chị nha. Áo phông trắng đợi em xíu, đợi em xíu. Xíu xíu. Cô Ban em còn size 2, size 4 nè. Chị nào lấy xanh cô Ban lên xanh cô Ban cho em nha. Size 2, size 4.
Rồi màu xanh ngọc cho em. Màu xanh ngọc em còn size 4, size 5. Màu xanh ngọc em còn size 4, size 5. Chị nào chốt xanh ngọc lên xanh ngọc giùm em nha. Đang sale giá 60.000 một áo mấy chị đẹp mình ơi. 60.000 một áo, 120.000 một bộ như em đang mặc nha. Áo màu quần đen, đính đá. Rồi tím Huế 2 năm em chốt chị Ngoan Võ. Tím Huế 2 năm C2, C5 em chốt chị Ngoan Võ. Hết tím Huế rồi chị Đào Nguyễn. Màu đen em còn cái này size số 2. Chị nào chốt đen 2 lên mã đen 2 giùm em. Số 2 50 đến 55kg chị cao, cao 1m58 trở lên thì 57kg vừa nha chị Nguyễn Đường ơi. Tròn màu đen nè mấy chị. Đen em còn cái này size số 2. Chứ lại cái này size số 2. Số 2, hai cái số 2 thôi. Hai cái hình khác nhau. Nha, đều size 2 hết. Chị nào chốt đen 2 mẫu nào cũng được mấy chị, mẫu nào cũng đẹp hết á. Rồi chị nào lấy đen 2 lên mã đen 2 giùm em nha. Đen 2. Đen 2 cho em mấy chị ơi. Rồi đỏ 5. Đỏ 5 cho em, đỏ size số 5. Size số 5 65 70 kg. Cao 1m6 trở lên 72 73 75 kg vừa tùy chiều cao thì chất co giãn rất là tốt nha mọi. Rồi đỏ size 5 giùm em nè. Đen 2 em chốt chị Đào Nguyễn. Chị Đào Nguyễn inbox giùm em nha. Khách mới vui lòng cọc chuyển khoản đi đơn nha. Đen 2 em chốt chị Đào Nguyễn. Ủa chị An như nào ta. Áo hỏi chị xanh đẹp quá. Còn size 2 không thấy người đẹp. Chị Đào Nguyễn inbox giùm em nha chị ơi. Đây là em sale rồi. Rồi con tím than size số 2 này 50.000 cho em nè. Con tím than này size số 2 50.000. Chị nào chốt tím than lên cho em mã tím than. Tím than size 2 dùm em 50.000. Lên cho em mã tím than. Đen size 2 em còn một cái nè mấy chị. Áo đen size số 2 em còn một cái. Chị nào chốt áo đen 2 lên áo đen 2 dùm em nha. Cô Ban 2 em chốt chị Ngọc Thảo. Cô Ban Hai em chốt chị Ngọc Thảo. Áo đen em còn cái size số 2 chứ nào chốt lên được em. Rồi màu tím than đính đá size số 2 cho em luôn. Tím than đính đá em còn cái này size số 2. Chị nào chốt tím than lên cho em mã tím than. Tím than size 2 giùm em. Cam sữa. Cam sữa em còn cái số 3, cái số 4 nữa nè. Chị Ngoan Võ ơi, có lấy nè. Rồi cam sữa size 3, size 4 giùm em. Hồi nãy em lên cái size 5 rồi đó. Cái này còn size 3, size 4. Chị nào không biết size lên chiều cao cân nặng giùm em nha. Đen em mặc hả? Ok chị. Trời ơi, cái nào cũng đẹp hết á. À, với quần, chị lấy một quần ok chị nha. Trời ơi, cái avatar, cái status thì lên là áo phong mà cuối cùng là bà mấy chị. Rồi em đổ lại cái đen đó là thôi. Còn cái đen này size 2, chị nào chốt lên giùm em nè. Hello chị Cẩm Hằng. Rồi còn cái đen này size số 2 nha. Chị nào chốt đen 2 lên đen 2 giúp em. Đen 2. Rồi tím Huế em còn cái số 3 nè. Chị nào chốt tím Huế 3 lên tím Huế 3 cho em nha. Tím Huế em còn cái size số 3 55-60kg. Cao 1m6 trở lên 62-63kg vừa. Tím Huế em còn size số 3. Tím Huế em còn cái số 3. Chị nào chốt lên tím Huế 3 giùm em. Đây màu xanh, màu xanh à, màu gì, màu này là màu tím than. Màu tím than em còn size 2. Màu tím than này em còn size số 2 mấy chị. Cô
cô ban còn một cái số 2 nữa nè. Đen 2 em chốt chị Quang Võ. Cô ban em còn cái số 2 nữa nha. Vậy là cô ban em còn size 2 với size 4. Cô ban em còn size 2 với size 4 đó chị ơi. Cô ban em còn size 2 với size 4 nha. Tím thang cho em, tím thang em còn size số 2 thôi mấy chị, size 2 là 50-55kg, cao 1m6 thì 57kg đổ là 57kg như em vừa nha. Cô ban 2. Còn cái cô ban 4 lấy luôn đi chị Ngoan Võ. Ủa, xanh 2. Ở để cho chị An Yên cái này, hồi nãy giờ em kêu chị An Yên quá trời luôn, không thấy chị An Yên nè. Thôi để chị An Yên cái này nha. Hồi nãy giờ kêu chị An Yên quá chừng chắc đi đâu á. 1m6 60kg. Chị Cẩm Hằng ơi, 1m6 60kg, chị bằng size số 3 cho em. Còn nếu có bụng thì qua size số 4. Tại vì cái này nó co giãn mạnh lắm. Cái này em chốt cho chị An Yên nha. Màu tím thang size 2 chốt chị Đào Nguyễn. Tiếng thang số 2 chốt chị Đào Nguyễn. Chị Phạm Minh, chị Phạm Minh chốt đi chị Phạm Minh. Còn quần von không chị, hết quần von rồi chị. Chị Lã Hiền hello chị nha, quần von em hết. Còn cái áo tím thang này size số 2 nè, chị nào chốt lên tím thang em nha. Rồi tím Huế em còn cái số 3. 85.000 một áo, đang sale với giá là 60.000 nha mấy chị nha. Rồi size 3 55 tới 60kg cho em vừa nè. Size 3 em đang mặc là size số 3 luôn á. 55 60kg, cao 1m6, 62, 63kg người nè em nha. Chị nào chốt tím Huế 3 lên tím Huế size 3 dùm em. Tím Huế size 3 cho em mấy chị. Tím Huế size số 3. Rồi màu này mấy chị lên giùm em là màu tím sen. Màu tím sen em còn size 2 và size 4. Màu tím sen em còn size 2 và size 4 nha. Chị nào chốt tím sen lên mã tím sen cho em. Size 2, size 4 cho em nha. Đây đang mặc là size số 2. Rồi ai chốt tím sen lên tím sen giùm em. Bên đầu mối giá sỉ, chị nào đang xem like chấm like giùm em cái nữa chị. Em không thấy cái comment bên đầu mối giá sỉ luôn á. Tím thang ở tím, tím 3 của chị Ngoan Võ. Rồi ai chốt màu tím sen, em còn size 2, size 4 lên cho em mã tím sen. Màu xanh ngọc cho em nè. Xanh ngọc em còn size 1, size 4 và size 5. Áo thiêu còn mẫu này chị. Mẫu này thì không có sale nha chị Quang Võ. Áo thiêu còn mẫu này nữa nha. Rồi màu xanh ngọc giùm em. Xanh ngọc em còn size 1. Size 4. Size 5, xanh ngọc còn size 1, size 4, size 5 mấy chị. Ai chốt xanh ngọc lên trên mã xanh ngọc size 145. Xanh ngọc 145. Rồi áo sale là em hết nha. Áo sale em hết. Chị nào xem gì nữa không, đi qua phong trắng mọi người. Chị nào xem gì nữa không? Bộ sẫm. Đây, chị nghe Ngoan Võ ơi, chị hỏi em bộ cái mà mẫu đó nè. Là mẫu này là nguyên bộ chứ không phải bán áo. Mẫu sẫm bộ này là 160 mấy chị ha. 160, mà cái bộ này giờ em còn size số 1, em sale 100 luôn. Chị nào chốt bộ này lên giùm em là bộ hồng size số 1 thì em 100.000 cho em nha. Bộ hồng size số 1, cái này là sẫm mấy chị. Xanh ngọc 4 ok chị.
Xanh ngọc em còn size 1 với size 5, chị là chốt xanh ngọc lên xanh ngọc giùm em. Chơi bộ sẫm nè, bộ sẫm hàng sale nha. Em còn bộ này size số 1, chị là chốt lên giùm em 100.000. Rồi đây mấy chị ha, chứ là chốt bộ hồng lên cho em, bộ hồng nha. Màu đó là màu tím bằng lăng á, màu tím bằng lăng. Chị nào chốt hồng lên mã hồng giùm em nha. Chấm like mấy chị. Trời ơi, nãy giờ không có thấy comment luôn, nó ẩn comment rồi sao á. Hello chị Vi Phương, nãy giờ em quên. Có đen nha chị Vi Phương ơi. Nguyên bộ là 120 đó chị. Mẫu bà ba nãy em mặc nguyên bộ là 120. Bên này nó giờ nó không có hiện comment nữa rồi. À còn áo hoa nha chị Ngoan Võ. Rồi bộ hồng em chốt cho chị nha. Bộ hồng em chốt cho chị Ngoan Võ nè. Áo bà ba 67kg có chị. 67kg mặc size số 5 cho em nha. 67kg mặc size số 5. Còn một cái sót một cái quần legging. Cái này là hàng new mấy chị ha. Còn sót một cái quần legging hàng new cho em nè. Trời ơi, bán giá đẹp cho mấy chị luôn. Chị nào chốt lên giùm em quần legging 25.000 nhanh tay, ri size 60kg lại cho em vừa. Cái này là hàng new cho em nha, quần legging co giãn cực đỉnh luôn. Rồi chị nào chốt lên giùm em quần 25.000 cho em nè, còn cái bán rẻ. Quần 25.000 mấy chị. Lấy xanh ngọc size 1. Chị Đào Nguyễn ơi, chị lấy xanh ngọc size 1 hả? Chị bỏ lại áo nào chị? Kinh 25 của chị Minh Phước. Rồi em đổi chị Đào Nguyễn ha. Chị Đào Nguyễn bỏ lại áo nào chị ơi, nói em nha. Kinh 25 của chị Minh Phước. Quần 25 là chị Cẩm Hằng. Bà ba 70 ống nhỏ, ống nhỏ chị lấy áo ống nhỏ. Ủa chị ba áo một quần ok chị. Đây em còn cái bộ beo. Rồi. Cái này hàng new giúp em mấy chị ha. Nó bị sót đâu giờ em lôi ra. Một cái zoom bell. Bán rẻ cho mấy chị mình luôn, ai chốt nhanh tay nha. Trời ơi chắc hơi bị ghiền. Rồi cái room này mấy chị ha, 60kg lại cho em mặc thoải mái, co giãn tốt. Bán cho mấy chị giá nhiêu đây? Nhanh tay nha. Ok, để chị lên cái này rồi chị lên áo bà ba tiếp. Rồi dễ thương chưa? Rồi chị nào chốt beo lên cho em mã beo 35.000 thôi mấy chị, lên mã beo giùm em 35.000 thôi. Trời ơi. Chốt beo giùm em nha, 60kg lại. À, nó có dây buộc eo luôn nè mọi người.
Có dây buộc eo mấy chị muốn buộc kiểu nào buộc nha, buộc là như buộc làm sao đẹp hơn. Buộc sao đẹp hơn, ai chốt beo lên mã beo cho em 35. Rồi beo 35 cho em. Quá dễ thương luôn. Cái này là hàng niêu á mấy chị. Beo chốt chị An Yên. Beo của chị An Yên nè. Beo này nó gài nút bằng trước nha mấy chị ha. Beo gài nút bằng trước. Rồi beo của chị An Yên. Beo thì chị cảm hào. Rồi bà ba tiếp nha. Bà ba tiếp nè, mẫu này thì không, hai cái mẫu này thì giá là giá bán bình thường, không có sale nha mấy chị. Chị nào là xem bà ba lên tiếp giùm em nè. Màu đen. Rồi mẫu này em lên là 85.000 một áo mọi người nha, là giá bán bình thường, mẫu này em không có sale ha. Trời xong mà. Gầy dữ người ta. Rồi màu đen nè mấy chị. Màu đen em còn size 1, size 2 và size 4. Màu đen em còn size 1, size 2, size 4. Chị là chốt cái mẫu đen em đang mặc nha. Lên thì em đen size 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4 mấy chị. Rồi đen em mặc còn size 1, 2, 3, 4 thì đen nha. Mẫu em đang lên hết size số 5. Mẫu em đang lên hết size số 5 nha mấy chị nha. Rồi đen kèm size 1, 2, 3, 4 giùm em. Vậy là chốt đen cho em mã đen size 1, 2, 3, 4. Đen 4 chị Vi Phương. Chị Vi Phương inbox giùm em nha. Đen 4 chốt chị Vi Phương. Đen 4, 3. Còn cái số 3 chốt cho ngoan võ hết số 4 em nha. Hết số 4, đen 4 chốt chị Vi Phương. Chị Vi Phương anh bóc qua giùm em ha. Cái bút nó ghi được đầu kìa. $85.000 một áo, $145.000 một bộ mấy chị ha. Mẫu em đang lên. Rồi tím cà cho em nè. Tím cà em còn size 1, size 3 và size 4. Tím cà em còn size 1, 3, 4. Chị nào chốt tím cà lên tím cà giùm em mọi người ha. Tím cà size 1, 3, 4 cho em nha. Rồi ai chốt tím cà lên giùm em tím cà size 1, 3, 4. Tím cà 1, 3, 4. Màu đỏ cho em nè. Đỏ em còn size 1 và size 3. Tím cà 4 ok chị ngoan vỏ. Rồi màu đỏ em còn size 1 với size 3 mấy chị. Ai chốt đỏ lên cho em mã đỏ. Đỏ size 1 size 3 giùm em nha. Đẹp chưa. Rồi lên mã đỏ giùm em mấy chị ơi. Đỏ size 1 size 3. Đỏ em còn size 1 3. Tím Huế cho em nè. Tím Huế em còn size 1, 2, 3. Tím Huế size 1, 2, 3 nha mọi người. Rồi tím Huế size 1, 2, 3 giúp em nha. Ai chốt tím Huế lên giùm em tím Huế. Tím Huế 1, 2, 3 giùm em ha. Tím Huế 1, 2, 3. Bộ đen là 85.000 một áo, 145.000 một bộ mẫu này nha chị Cherry ơi. Rồi ai chốt tím. Tím Huế. Lên cho em mã tím Huế nha. Nguyên bộ là như em mặc nè. Rồi chốt tím Huế lên tím Huế nè. Em chào chị Dương Tiến. Chị nào có đơn lưu ý là inbox giùm em nha mọi người ơi. Inbox em mới chốt đơn được nha. Rồi tím Huế.
màu xanh chuối cho em nè. Màu xanh chuối em còn size 134. Màu xanh chuối em còn size 134, chị nào chốt xanh chuối là mã xanh chuối em nha. Xanh chuối 134. Ủa sao mà nó chạy đường nào vậy chị? Rồi xanh chuối 134 giùm em mấy chị. Xanh chuối, xanh chuối. Sao nó giật dữ vậy ta? Xanh chuối em còn size 1, size 3, size 4. Ai chốt xanh chuối là mã xanh chuối nha em ha. Xanh chuối 134. Màu này mấy chị lên giùm em là màu xanh ngọc giùm em nha. Màu xanh ngọc em chỉ còn size số 3 thôi. Tím cà 3. Tím cà 3, đỏ 3. Tím Huế size 2, size 3. Tím Huế size 2, size 3, xanh chuối size 4. Rồi ok, dùm em bỏ này. Xanh ngọc cho em nha. Chị inbox nó không vào thì chị bấm, chị có Zalo không chị Vi Phương ơi? Bây giờ hình như là nhắn theo dõi mới inbox được sao chị? Rồi em bấm cái số Zalo của em qua xanh ngọc 3 chú chị Ngân Võ. Em bấm có số Zalo qua rồi đó chị. Chị bấm kết bạn Zalo cho em đi. Ai mà inbox không được kết bạn Zalo giùm em ha. Rồi màu vàng đẹp quá luôn chị ơi. Hay chốt đơn mai gửi. Mai thứ mấy, thứ năm không tới kịp đâu chị Ngọc Thảo, tại vì chiều mai em mới gửi lận. Chiều mai mới gửi lận chị. Rồi màu vàng em còn size 3, size 4. Chị đã chốt vàng lên mã vàng cho em nha. Fix ship đồng giá 30.000 một đơn với chị thôi. Màu vàng size 3, size 4 cho em. Rồi chị nào chốt vàng lên cho em mã vàng. Vàng size 3, size 4. Vàng size 3, size 4. Lên cho em màu tím. Màu, không phải màu này, không phải màu tím chị. Màu này là màu măng cục giùm em nha. Màu này là màu măng cục nè, chị nào chốt măng cục cái mã măng cục cho em nha chị. Măng cục em còn size 1, 2, 3. Măng cục em còn size 1, 2, 3. Chị nào chốt măng cục lên mã măng cục giùm em ha. Măng cục size 1, 2, 3 giùm em. Ok chị Vi Phương nè. Em chụp xuống gọi lại. Ôi. Thằng anh nhóc nhỏ bữa nay anh gai dữ người ta. Chị Ngoan Võ. Rồi chị đã chốt măng cục nữa là măng cục giùm em nha. Lên cho em màu hồng. Màu hồng em còn size 134. Màu hồng em còn size 134 mấy chị ơi. Ai chốt hồng lên mã hồng giùm em nha. Rồi hồng size 1, size 3, size 4 mấy chị. Chị Lê Thị Hà, măng cục mà size 40kg là chị mặc hơi rộng quá nha chị. Chị Hà ơi, giờ chị phải bóp lại. Size số 1 em 44kg, em mặc nó cũng còn hơi rộng một xíu nè. Đó,
về, nhưng mà bà ba thì nó có ben nè, chị muốn mặc á thì giờ chị bóp ben lại nó mới ôm được nha. 40 kg là mặt rộng. Có ok thì em chốt cho nha. Rồi ai chốt hồng nữa, mã hồng giùm em. Hồng kèm size 123 134 nha chị ha. Hồng em còn 134. Lên cho em màu coban. Màu coban em còn size số 3 và size số 4. Xanh coban em còn size 3 và size 4. Cô ban em còn size 3 và size 4, chị nào chốt cô ban lên mã cô ban giùm em nha. Rồi cô ban size 3, size 4 cho em nè. Xem hình cô gái thì sao? Chị Hoa Hoàng ơi, đợt này chốt đơn, nếu mà có chốt đơn inbox giùm em nha. Đợt trước chị chốt cũng mấy một đơn mấy cái rồi cuối cùng không có inbox, em đâu có chốt đơn được. Hồng size 3, size 4, cô ban 3, cô ban 4. Hồng 3, 4. Cô ban 4. Ok, ngon vỏ. Rồi hết màu mấy chị, em qua mẫu áo và ba bông. Lên mẫu áo và ba bông xong rồi em qua áo áo phông trắng nha. Cô gái đằng sau đây chị. Con này cờ rất tốt, sắn eo cho em nha. 55 kg lại cho em vừa. 55 kg lại vừa. Chị là chốt áo này lên mã cô gái cho em 50. Cô gái cho em 50 ngàn nha. Quần rin hết mấy chị, quần rin đó sỉ lấy hết rồi ha. Mai em đóng cho sỉ hết rồi, quần rin là em hết nha. 55 kg này cho em vừa. Chứ nào chốt áo em mặc lên giùm em mã. Trời ơi, mặc với cái quần này cũng đẹp lắm mọi người. Quần rộng nè. Lên cho em mã cô gái giùm em nha. Chốt mã cô gái giùm em 55 kg lại vừa 50 ngàn. Chị nào chốt lên cho em mã cô gái. Hello chị Mộng Tiệp. Quan võ ơi, mình có xem áo bông không, em lên áo bông cho mình lựa luôn rồi em qua áo phông trắng. Chị nào chốt áo này lên mã cô gái giùm em nha. 50 đồng giá 50, áo phông trắng đồng giá 50 đó chị ha. Rồi áo và ba bông lên nhanh thôi mấy chị ạ. Áo và ba bông em lên nhanh thôi. Em nha, 80.000 một áo, 140.000 một bộ. Chốt co giãn mạnh giùm em ha. Cũng có size từ 1 tới 5. Cái này thì giờ em không có nhớ, không nhớ bông nào nó còn size nào hết. Chị Ngân bỏ cứ chốt theo size của mình rồi cái em coi còn em chốt hết, cái size nào thì em báo nha. Rồi. Rồi bông em mặc lên giùm em mã lập thể mấy chị, màu lập thể. Chốt mã lập thể cho em nha. Chốt cho em mã lập thể. Kèm size mã lập thể cho em, kèm size từ size số 1 tới size số 5. Rồi cái này mấy chị lên giùm em mã xanh. Mã xanh giúp em kèm size 1 2 3 4 5, chốt cho em mã xanh. Xanh kèm size 1 2 3 4 5. Lên mã xanh size 1 2 3 4 5 giùm em nha. Bông 34. Chị Quan Võ chốt theo cái mã em đọc á, cái áo em đang mặc là lên mã lập thể thì em kèm size nha, lập thể. Rồi cái này lên cho em mã xanh. Xanh kèm size giùm em. Mỗi em đang lên 80.000 một áo mấy chị ha. Rồi đỏ giúp em mấy chị. Bông đỏ giùm em ha, bông đỏ kèm size. Bông đỏ kèm size cho em nè. Bông đỏ. Chiếc này lên giùm em mã đỏ vàng. Bông đỏ vàng cho em nha. Rồi lên cho em mã đỏ vàng.
đỏ vàng, đỏ vàng. Lập thể size 3, size 4. Bộ giả váy 65 kg có chị mộng tiệp, 65 kg cao thì mặc size số 4 cho em. Lập thể size 3, size 4. Rồi hết. Size 4 hết. Lập thể còn cá số 3, bỏ chị cá số 3 nha. Lập thể em còn size 1, size 1, size 2 và size 5. Size 1, 2, 3, 5 chị Ngoan bỏ, có đổi size khác không chị? Lập thể em còn size 1, 2, 3, 5. Quần cũng có size từ 1 tới 5 luôn chị Đào Nguyên. Chị mặc áo size 1 thì chị mặc quần size 1 nha. Đỏ size 2, size 4. Đỏ bông xanh size 2, size 4. Rồi size 4. Size 2. Ok chị. Lên cho em mã tím. Ủa cái tím này của khách chốt rồi. Mã tím. Mã tím giùm em nha, bông tím kèm size. Bông tím cho em kèm size mấy chị. Bông tím xinh đẹp luôn. Đỏ vàng size 2, size 4. Ok chị. Đỏ vàng size 2, size 4. Rồi đỏ vàng size 4. Con này lên bông tím giùm em mấy chị ha. Bông tím kèm size giúp em nè. Chị gì đó, đâu rồi ta, chị gì? Chị mộng tiệp 65 kg, bộ giả váy mặc size số 4 cho em. Rồi bông tím giúp em ha. Bông tím. Bông này lên giùm em mã đỏ đô. Bông này lên cho em mã đỏ đô. Đẹp quá. Lên mã đỏ đô cho em nha. Sao nó đứng như vậy? Nó quay luôn rồi, hết thế giùm em rồi mấy chị. Ờ, 65 kg mét 64 mặc size số 4, xem bộ đen rồi chờ em xíu nha. Lập thể tím size 2, size 4. Tím còn số 2, hết số 4 nha. Rồi tím chỉ còn số 2, hết số 4. Đỏ đô, ai chốt đỏ đô lên mã đỏ đô giùm em kèm size mấy chị. Đỏ đô. Đỏ đô giùm em ha. Đỏ đô 5 em chốt chị Vi Phương. Đỏ đô 5 em chốt chị Vi Phương. Bông này lên mã xanh ngọc cho em nè.
Đợi em xíu nha chị Mộng Tiệp, còn mấy bông nữa hết rồi em qua cái bộ đó luôn cho. Trắng trơn có, chị Cẩm Hằng, chị lấy size size mấy, size 4 hả? Trắng trơn em có. Rồi, xanh ngọc giùm em, đẹp quá. Như là chốt xanh ngọc lên cho em mã xanh ngọc. Xanh ngọc kèm size nè em nha. Rồi lên cho em mã xanh ngọc. Xanh ngọc kèm size. Size 4 để em coi còn không nha. Rồi áo em mặc mấy chị lên thì em mã hoa lo kèn giùm em nha. Tại vì hồi nãy nó có cái nền màu xanh nữa. Chốt cho em mã hoa lo kèn giúp em kèm size. Hoa lo kèn kèm size cho em. Xanh. Xanh 5. Xanh 5 là xanh ngọc quá ngon vỏ thôi. Xanh 5 là xanh ngọc thôi. Rồi. Rồi hai cái bông này em còn size số 5 nè, chị Đào lấy chốt nha em. Hai bông này chỉ còn size số 5 thôi nha. Hai bông siêu đẹp. Bông vàng size 5, chị Đào chốt bông vàng lên mã bông vàng giùm em size số 5. Rồi bông vàng em còn size số 5, chốt bông vàng lên mã bông vàng đếm chị ha. Size 5 65 70 kg. Bông vàng, rồi cái này lên gì em bông trắng size số 5 luôn. Đẹp quá. Bông trắng size 5 cho em nha. Nền xanh đen luôn nhờ em là bông trắng size 5. Bông trắng 5. Chị Vi Phương hồi nãy em lên số điện thoại rồi đó, để em lên lại. Bông vàng còn size 5 mà chị Cẩm Hằng hết size 4 rồi chị. Rồi hai cái size 5 này chốt cho ngoan vỏ. Hoa lo kèn. Hoa lo kèn size size 2 35. Size 5 hết, hoa lo kèn size 5 hết ha. Size 2. Size 3 nha, chị lấy cho em cái số 2, cái số 3. Rồi, hoa lo kèn size 2, size 3. Ờ, size 4 luôn nè. Ủa, em có lấy size 4 không? Còn size 2, size 3 là size 4. Rồi, bông này mấy chị lên mã hoa hồng cho em nha, cũng nền xanh nhưng mà nó lên cái hoa khác. Này lên cho em mã hoa hồng. Bộ đen giả váy size số 4 đây chị Mộng Tiền. Ôi nó hết luôn rồi chị. Đen giả váy size 4 em hết, còn size 5 mà. Đen giả váy hết size 4, còn size số 5 thôi. Chị lấy qua số 5 được không? Lấy số 5 cũng được. Vậy vậy à. Vậy em lấy cái bông vàng size 5 này cho chị Cẩm Hằng nha. Hồi nãy chị Cẩm Hằng chốt trước mà em sợ không vừa nên là em muốn lấy. Cẩm Hằng cũng bóc giùm em thôi. Đây.
đây chị bộ giả váy nè. Còn size số 5 màu đen này, số hết số 4 rồi chị. Lấy số 5 được không chị Mộng Tiệp? Về có rộng bóp eo lại cho em. Nè. Bộ này là bộ giả váy mọi người ơi, 160. Ok chị Cẩm Hằng nha. Quần đó nè. Quần đó là dáng giả váy cho em nha. Lấy bộ số 5 được không chị? Chị Mộng Tiệp ơi. Rồi ai chốt mã hoa hồng lên mã hoa hồng giùm em với chị nha. Hoa hồng. Hoa hồng 34. Rồi hoa hồng 34 chốt cho chị Quang Võ. Áo trắng. À đây áo trắng 64, áo trắng trơn nha chị Cẩm Hằng ơi. 65 ngàn một áo giùm em nha, trắng trơn. Áo và ba trắng trơn size 1 2 3 4 5 chị nào chốt áo trắng lên áo trắng em nè. Có quần trắng nữa mấy chị nào mà bên đạo hay mặc bộ đồ trắng đó. Này lấy quần trắng cũng có nha. Em nói chị Cẩm Hằng áo trắng này size 4 nha chị, 65 ngàn. Áo và ba trơn. Rồi ai chốt áo trắng lên áo trắng kèm size giùm em ha. Rồi hết áo và ba mấy chị, qua mẫu. Giờ em lên áo phông ha. Ok chị Ngoan Võ nha. Em còn cái bộ này sale, chị Ngoan Võ có lấy không, là bộ sẫm. Nhớ còn bộ này sẫm. Ờ, ở đây còn mấy bộ này nữa chị, em xả cho này cho chị nào có lấy thì lấy. Bộ bà ba đi chùa với chị, bộ này đi chùa nha em, còn bộ này size số 5. Bộ này 145 xả mấy chị, 90 ngàn luôn, chị nào chốt bộ này. Màu đen, size 5 65 70 kg cho em. Size 5 65 70 kg. Không chị Trang Thu, đồng giá 50 ngàn là áo thun á, em đang lên áo thun mà, thoát khỏi áo bà ba, cái cuối cùng là nãy giờ em lên áo bà ba. Lấy một quần trắng. Ok chị Cẩm Hằng. Rồi bộ đi chùa size số 5 nè mọi người nha. Bông này là bông thiêu trực tiếp áo luôn. Nó là nút thắt ngang vậy nè. Đó nút thắt nha. 65 70 kg. Rồi chị nào chốt bộ đen size 5 90 ngàn chứ. Lên bộ đen size số 5 giùm em. Rồi bộ đi chùa em chốt chị Cẩm Hằng. Áo bà ba đính đá là 60 ngàn chị Trang Thu. Em để 50 ngàn là áo phông á, giá áo phông á. Chị lấy một quần trắng size số 4. Ok chị. Bộ beo, bộ này thiết kế mọi người, bộ beo nha. Là 35 hết chị Mộng Tiệp. Dự bị chị Mộng Tiệp bộ đó nha. Rồi bộ beo hàng thiết kế cho em nè. Bộ này 145 giờ em xả cho mấy chị. Bộ này 70 ngàn luôn. Cái này là hàng thiết kế mấy chị ha. Rồi size số 3. Beo này là beo tím size số 3 cho em. Quần nó phối sọc teo và luôn xả luôn 70 ngàn. Size 3 là 55-62kg cho em vừa. 55-62kg cho em vừa. Cái này coi giãn mạnh chất thun mát cực kỳ luôn.
Rồi chị nào chốt bộ beo 3 lên bộ beo 3 giùm em nha. 55 đến 62 kg cho em vừa 70.000 luôn đó chị. Còn một bộ sẫm màu tím. Một bộ sẫm màu tím mực size số 1 cho em nè, chị Ngoan bỏ lấy mua hơn 100.000. Chốt cho em là mã sẫm, mã tím size 1 giùm em nha. Đỏ trơn. Đỏ trơn size 4 hình như hết chị. Rồi để em coi nha, em coi lại coi. Đỏ trơn số 4 hết rồi chị Cẩm Hằng ơi, nó còn màu hồng, nó còn hai cái tông màu hồng này nè, chị lấy màu hồng không, còn hai cái tông màu hồng này với màu hồng này, còn màu hồng mà hết màu đỏ, đỏ 4 em hết. Rồi bộ tím mấy chị ha, bộ tím sẫm size số 1, 45-50kg, cao cao xíu 52kg vừa nha, 160 xả luôn 100, chị nào chốt bộ tím lên cho em bộ tím 100. Rồi bộ beo nè, bộ beo 70, bộ này size số 4, 60-67kg cho em vừa, chị nào chốt beo trắng lên mã beo trắng cho em size số 4, chốt beo trắng lên giùm em beo trắng ha. Beo trắng cho em nha, quần có hai túi. Rồi beo trắng size số 4 cho em nè. 70.000 chốt cho em mã beo trắng size 4. Rồi, beo tím còn hai bộ size số 3 mấy chị ha. Beo tím còn hai bộ size số 3. Một bộ sẫm cho em màu xám ghi size số 2 100, size 2 50-55kg, chị nào chốt mã xám ghi lên mã xám ghi cho em nha. Beo trắng em chốt chị Mộng Tiệp, màu xám ghi lên cực sang đó chị. Rồi xám ghi bộ này em còn size số 2 50-55kg, cao 1m58 đổ lên 57kg vừa cho em ha. 100.000 chị nào chốt xám ghi. Cái mẫu này mấy chị đi chùa vẫn được nha. Rồi chốt xám ghi lên xám ghi giùm em nha, size số 2. Lên cho em mã xám ghi size 2. Chấm like đi mấy chị, chấm like giùm em. Bộ beo trắng em chốt chị Mộng Tiệp. Xám ghi em chốt chị Ngọc Thảo. Xám ghi em chốt chị Ngọc Thảo. Em có bộ bà ba mà, bộ bà ba bà già mấy chị, bộ bà ba bà già cho người lớn tuổi á, bộ mà bộ bông có hai cái túi hai bên kiểu ngày xưa á, xả 50.000 một bộ. Tặng bông tối luôn à, nói chung là đồ của người lớn tuổi á, tặng bông tối luôn, xả 50.000 một bộ. Chị nào lấy mua cho bà đồ á, cái bà cho mẹ mà lớn tuổi á thì nói em nha. Xả 50.000 một bộ đẹp á. Chị Phục Ngọc Thảo. Nữa rồi em xả cho hết mấy bộ này mấy chị ơi, rồi em lên áo phông trắng nha, mấy chị nào xem áo phông trắng chờ em xíu. Bộ còn bộ beo này là beo beo cam size số 4 giùm em, 60-67kg. Beo cam cho em size số 4.
Beo cam size số 4 thôi. Chị nào chốt beo cam lên mã beo cam cho em nha. Beo cam đẹp quá trời luôn. Rồi này em xả lỗ mấy chị. Nhập đó 115 bán 145 mà giờ xả có 70 à. Beo cam cho em size số 4. Rồi bộ sẫm này màu xanh à, màu này là màu xanh ngọc. Màu xanh gì ta? Màu xanh bích hả? Rồi size số 5 cho em 65 72 73 kg tùy chiều cao. Chị nào chốt sẫm size 5 lên sẫm size số 5 giùm em nha, 160 xả 100 bộ này. Bộ giống hoa như là nãy màu xám ghi em mà cái kiểu đá nó khác. Rồi chị nào chốt xanh 5 lên cho em mã xanh 5 100.000 cho em nha. Xanh size số 5. Xanh size số 5. Rồi bộ này mấy chị, bộ này là bộ solen, bộ solen 180.000 một bộ, xả luôn cho mấy chị giá 75.000 luôn nha. Lỡ không xả hết. Nè. Bộ này size số 2, bộ solen mấy chị, sao mạng nó đứng như ta. Chị mộng tiệp lấy luôn cái bộ xanh đi chị. Lấy luôn bộ sẫm đi. Beo cam đi chốt chị mộng tiệp. Beo cam chốt ngọn tiệp. Rồi bộ này size 2 cho em xả luôn 75. Size số 2 hàng thun solen nha mọi người. Chị nào mua solen rồi là biết. Chất dày đẹp mà mát được luôn. Size 2 50-55 kg. Chị nào chốt mã bi lên cho em mã bi size số 2. Màu nó là màu gì? Màu tím bằng lăng đó mấy chị. Chốt mã bi cho em size số 2 nha. 50-55 kg vừa. Bộ em xả 70.000 luôn đi cho bằng bộ beo luôn á. Chị nào chốt thì chốt. Đây ha, xả luôn 70 đi ha. Lỗ. Lỗ cũng lỗ rồi mấy chị. À đây, size 2 nha mọi người. 50-55 kg cho em vừa. Rồi chứ nào chốt bộ này lên giùm em. Xanh lá size 1 cho em nè, 70.000 luôn ha. Xanh lá size số 1. Cái này 43-48 kg cho em vừa. Cao 1m58 thì 50 kg nha. Size số 1 màu xanh lá. Rồi chị nào chốt xanh lá size 1 lên xanh lá số 1 giùm em. Xanh lá size 1. Màu đỏ size số 2 cho em nè. Đỏ 2 đẹp chưa? Chị nào chốt đỏ 2 lên cho em mã đỏ 2. Đỏ 2. Xanh lá. Rồi xanh lá này size số 4 cho em đẹp quá trời nữa chị. Màu xanh lá đậm size số 4. Size số 4 mẫu này là 57 cho đến 62 kg thôi nha, không tới 65 kg đâu mọi. 62 kg cho em đổ lại size số 4 thôi. Rồi chị nào chốt xanh lá 4 thì xanh lá 4 rồi nè. Xanh lá 4. Vàng nghệ cho em size số 1. Vàng nghệ size số 1 giùm em nha. Chờ chị nào chốt vàng nghệ lên thì em mã vàng nghệ. Vàng nghệ size 1. Bi 2 chốt chị Ngọc Thảo. Lên vàng nghệ cho em mấy chị size 1. 43-48 kg. Vàng nghệ size 1. Rồi em lên bộ nữa là em qua. Rồi còn mấy bộ pyjama nữa mấy chị ơi. Lỡ sale và em thu em sale hết. Mấy bộ pyjama hàng là lụa Nhật chứ lại là lụa satin đó mấy chị, xả luôn cho mấy chị rẻ rẻ. Rồi xanh coban này size số 1 cho em luôn nha. Coban 1, chị nào chốt coban 1 lên coban 1 giùm em. Coban 1. Ở bên nhóm chợ mấy chị đâu hết rồi mọi người ơi, bên nhóm chợ không thấy ai nữa vậy. Coban 1 cho em.
Bi em chốt chị Phùng Ngọc Thảo. Rồi em còn bộ lụa này mấy chị. Bộ này bán là 130 nè. Còn một bộ xả cho mấy chị bộ này 70.000 luôn. Chứ nào chốt bộ này lên giùm em bộ lụa cho em nha. Tay dài. Bộ lụa giùm em, bộ này 58kg lại cho em luôn mấy chị. 58. Rồi 58-60kg lại cho em thôi nha. Chị đã chốt bộ lụa em mặc lên cho em mã bộ lụa cho em nè. Cái bộ tay dài này đó mấy chị xem hết các shop không có ai bán dưới 120, 130, rẻ nhất là 120. Co giãn nhẹ cho em nha. Co giãn nhẹ 60kg lại cho em là mặc thoải mái. Rồi chị đã chốt bộ lụa lên cho em bộ lụa 70 luôn mọi người. Còn bộ 1 bộ lụa 70 cho em nha. Rồi lụa, bộ này là lụa mango nè, lửng. Lửng không ta? Bộ này 85 nè. Bộ này 85 nè, bộ này lửng mấy chị ha. Size số 2. Rồi nó mát cực kỳ là mát luôn. Lụa mango cho em nha. Rồi. Chị này cho chị nào chốt bộ lỡ lên cho em bộ lỡ 55kg lại cho em vừa. 48 đến 55kg vừa, dưới 8kg mặc hơi rộng xíu nhưng mà mặc ở nhà mặc thoải mái. Rồi bộ này em xả 40.000 luôn, chị nào chốt lửng cho em mã lửng. Chốt lửng mã lửng giùm em nha. Chốt lửng cho em mã lửng. Bi đen hết chị Lê Nhung. Rồi bộ em chốt chị Cẩm Hằng. Bi đen hết rồi chị Lê Nhung. Chị Mai Thanh. Rồi em còn bộ này. Ở đây bộ lửng đây nè, 40.000 thôi. Cái này là lụa mango nha mấy chị. Năm mươi lăm ký lại cho em vừa, chứ nào chốt bộ lửng lên cho em bộ lửng. Xả luôn mấy chị là 40.000 bộ này thôi ha. Trời ơi, em xả nửa giá luôn mà biết vậy đó. Nè, bộ lửng cho em nha. 55kg lại là chất lụa mango, lụa nó có độ co giãn cho em nha mấy chị ha. Đẹp chưa? Thư phới mát luôn. Chốt đi mấy chị ơi, chốt bộ lửng lên bộ lửng giùm em nha. Bộ lửng cho em ha, 40. 55kg lại vừa. Rồi lụa satin em còn 2 màu. Lụa satin em còn 2 màu, 160 xả luôn cho mấy chị 100.000 một bộ luôn. Trời quá lỗ luôn mấy chị ơi. Nói bộ này là em xả là coi như là coi như là không còn gì để mất luôn rồi đó. Lụa satin cho em ha, phối màu. Đây, đẹp chưa? 160 xả luôn 100 bộ này mấy chị ha. Em còn màu đen với lại màu xanh lá. Rồi 65kg lại cho em mấy chị. 55-65kg thì em bộ này nha. Em mặc là hơi rộng. Em mặc là hơi rộng 55-65kg. Rồi chứ là chốt lụa đen lên mã lụa đen thì em nha. Chứ là chốt bộ đen là lên cho em bộ đen nè. Bộ đen cho em. Bộ lửng em chốt chị Đào Nguyễn. Bộ em mặc là lụa satin 160 xe 100 ho. Em còn bộ đen. Bộ lửng chốt chị Đào Nguyễn. Chị Đào Nguyễn inbox em chưa ha? Cái bút đâu rồi nhỉ? Rồi
Rồi mấy chị không inbox mà mấy chị không nói em cái là xuống like coi như là chốt quốc luôn. Chị không mua được em cũng chẳng bán được luôn mấy chị. Rồi sao em không thấy ta? À, rồi em thấy rồi nè, em thấy chị Cẩm Hằng. Ok ok. Lụa đen. Lụa đen em chốt chị Mai Thanh. Rồi em còn một bộ lụa đen nữa nha mấy chị nha. Lụa đen em chốt chị Mai Thanh. 100. Rồi em lên bộ lụa xanh nè. Đây, giống bộ em mặc vậy mà nó màu xanh lá đậm. Cho chị nào chốt lụa xanh lên cho em mã lụa xanh giùm em. Lụa xanh cho em nha. Lụa xanh rồi. Lụa xanh. Còn hai bộ lụa xanh với một bộ lụa đen em mặc nữa. Rồi bộ đùi, hàng này phun cô tông cho em 120 nha mấy chị, hàng xịn hàng xốp á. 120 giờ em xả luôn cho mấy chị bộ này 45.000. Trời ơi màu xanh đen rất đẹp. Size to nha, cái bộ này size số 3 mà size to. 60 70 kg cho em. 60 70 kg. Chị nào chốt bộ đùi lên cho em bộ đùi 40 luôn đi mấy chị ơi. Trời em hạ giá từ từ em hạ xuống rồi nó là lần. 40 chị đã chốt bộ đùi lên cho em bộ đùi 60 70 kg. Không chị Đào Nguyễn ơi, này em còn size này không à? Hết size nhỏ. Đùi 40 cho em, 60 đến 70 kg cho em mặc ok nha. Hàng xốp, bộ này bán 120 thun cô tông mà cô tông lạnh nó mà. Rồi đùi em chốt chị Mộng Tiệp. Chị Mai Thanh mua chấm like giùm em nha. Bộ dài, bộ dài là bộ em đang mặc đó hả chị? 160 đang sale 100. Bộ em mặc là lụa satin ha. Lụa satin là mắc nhất trong các loại lụa luôn đó mấy chị. Người ta bán là 180, 220. Em bán bình thường là 160 đã rẻ hơn rồi. Đây nè. Đây là lụa satin cho em nha. Còn bộ đen, hai bộ xanh. Rồi bộ này nè, xả luôn mấy chị 50.000. Trời ơi, mà size nhỏ thôi nha, 53kg lại cho em vừa thôi. 53kg lại cho em vừa thôi. Chị nào chốt bộ này lên bộ hồng giùm em nha. Quần legging với áo phông rộng, xả luôn 50. Bộ này bán 101. Áo là thun cô tông, quần là chất boris cho em nè. Rồi 50.000. Thật sự em để mặc cũng được mà em chẳng bao giờ mặc luôn. Nên là để vừa nó cũng vậy rồi cũng bỏ phí. Đáng lẽ ai có nhu cầu mặc thì lấy mặc mấy chị ha. Bộ đùi là em chốt cho chị Mộng Tiệp rồi, em đang like hai mấy chị Đào Nguyễn. Rồi ai chốt bộ hồng em đang mặc nha, 50.000. Bộ hồng em đang mặc nha, 53kg lại cho em vừa. Rồi ai chốt bộ hồng đi cho em bộ hồng. Bộ hồng 53kg lại cho em vừa mấy chị ha. Chốt bộ hồng lên cho em bộ hồng. Cái áo thun không mấy chị mua đã bao nhiêu tiền rồi mà nguyên bộ này có 50.000 mà mấy chị không chốt nữa thì thôi luôn. Hai cái áo khoác. Áo này bữa em bán là 55, giờ em xả luôn mấy chị 25.000 nha. Xả luôn 25. Còn một cái hồng với một cái xanh. Chất nó là chất len tâm nha mọi người.
chút lên tâm mà không dán ngắn. Rồi 50kg lại cho em vừa thôi nha. Dán ngắn mà có nón như vậy nè. 25.000. Rồi chứ là chốt khoác hồng lên trên khoác hồng. Còn cái khoác hồng còn cái khoác xanh nha mấy chị ha. Bữa em xả chị My Nguyễn chị lấy hết mà bị sót hai cái nè. Phong trắng, rồi đợi em xíu em vô like lại là lên phong trắng. Khoác hồng khoác xanh cho em nha. 25 50kg lại cho em vừa. Dán ngắn nha, ôm body gì nha mấy chị hơi có nón. Cái này là kiểu nó hơi mua đen luôn. Rồi hai chốt lên giùm em. Rồi em lên phong nha. Qua áo phong. Mấy chị nhóm chợ ra vô lại giùm em nha mọi người. Em lên áo thun. Áo thun trắng hàng thể thao đẹp luôn. Chấm like đi mấy chị ơi. Rồi em lên phong trắng đồng giá 50.000, giá khác báo sao đi mấy chị ơi. Một con hiệu cho em nè. Một con hiệu giùm em nha, cực đẹp. Tay lỡ. Chắc đợt này để ghiền luôn mấy chị. Rồi ai chốt chữ đen lên mã chữ đen cho em. 50kg lại, 50-52kg lại cho em vừa tay lỡ. Đồng giá 50.000 một áo em nha. Rồi chốt cho em mã chữ đen. Chữ đen cho em 50-52kg lại vừa lên mã chữ đen giùm em. 50-52kg lại cho em vừa chốt cho em mã chữ đen. Trời ơi, chiếc này gọi là siêu phẩm cho em luôn. Sáu mươi lăm ký lại giùm em mấy chị. 65kg lại cho em nha. Chốt cho em mã mèo. 65kg lại cho em vừa phong rộng. Chốt mã mèo giùm em. Cái này đáng em bán 60 dạng siêu phẩm. Nhưng mà cái này thôi bán chị mình 50 nha. Chốt chiếc này đáng phải bán 60. Chất hơi bị đẹp luôn. Lên cho em mã mèo 50.000 giùm em. Mèo 50. Mèo 50 chấm la mấy chị. Mèo 65kg lại cho em vừa. Trời, bữa nay like cực mấy chị. Bây giờ like hai mấy là phải có thêm hai máy phụ để coi nữa. Thành là bộ phải tốn tới 4 cái máy để phát like cho mấy chị mình luôn á. Không có đơn giản tí nào. Nên là mọi người ai chốt chắc chắn là chốt cho mấy chị ơi. Đồng giá 50, đồng giá 50. Rồi chốt mã mèo giùm em thôi. 65kg lại vừa lên trên mã mèo. Mã mèo mấy chị ơi. Nè, một con siêu phẩm cho em nha. Con này 60.000. Con này 60 nha, chị nào chốt mã thiêu lên cho em mã thiêu. Cặp cá may mắn mấy chị. Nè, đẹp chưa? Đó. Rồi chốt mã cá lên cho em mã cá nha. Siêu phẩm cho em luôn. Mã cá cho em 60.000. Mã cá 55-57kg là cho em vừa. Có này hiệu đẹp mấy chị ha.
thiêu hết luôn, mới kích. Rồi ai chốt mã cá lên mã cá cho em nha. 60. Cá 55-57 kg lại vừa mấy chị. Lên mã cá cho em 60.000 cho em, cực đẹp, thực đỉnh luôn mấy chị ơi. Cặp mặt nè. Chi tiết luôn. Rồi ai chốt cá lên mã cá cho em 60 nha. Cá em chốt chị An Yên. Cá chốt chị An Yên. Hết mã cá chị Ngọc Thảo. Thì em nói mấy chị mua cái áo này 60.000 đáng đồng tiền luôn, so với mấy chị mua hàng Việt Nam một cái áo 100 mấy rồi mà cái thun về mặt 2-3 bữa giặt cái là nó xùi lên liền. Rồi một con đẹp chưa, một con hiệu cho em nữa nè. Asela chấm like dùm em mấy chị ơi, xem like chấm like. Đồng giá 50 chị, giá khác em báo. Rồi lên mã chữ đỏ cho em nha, chữ đỏ này mấy chị thấy không, tàn hiệu cho em thôi, chữ đỏ cho em ha. 52-53 kg lại cho em vừa, chốt cho em mã chữ đỏ. 52-53 kg lại vừa nha, lên mã chữ đỏ cho em ha. Rồi chữ đỏ giùm em nè, 52-53 kg lại vừa, chốt cho em mã chữ đỏ. Một con trắng hiệu của Judy nè mọi người, trời ơi cái con trắng này cái chất thun nó cực đẹp trắng trơn. Thì cái con này em bán mấy chị là 30.000 nha, chỉ là chốt trắng trơn hiệu nha mấy chị. Chốt trắng trơn lên trắng trơn cho em, thun cực đẹp. Chị nào mà hay mình hay mặc vest đồ á, mình lấy mấy con này về để mình mặc vest mình văn phòng đồ mấy chị. Rồi cực đẹp, vương dáng cực đẹp. 52-53 kg là cho em vừa, chốt mã trắng trơn giùm em nha. Trắng trơn cho em 30. Lên cho em mã trắng trơn. Giá đồng giá 50 chị, giá khác em báo nha. Rồi ai chốt trắng trơn lên cho em mã trắng trơn. 53 kg lên mã trắng trơn giùm em. Chấm like đi mấy chị ơi, xem like chấm like giùm em. Con này dáng ôm, chị nào chốt lên mã viền xanh cho em. Viền xanh mấy chị, viền xanh chiếc này bán mấy chị mình 35. 55 kg lại cho em vừa, dáng ôm mới kích. 55 kg lại cho em vừa, chốt cho em mã viền xanh 35 ha. Viền xanh 35 giùm em. 55 kg lại vừa, dáng ôm mấy chị. Rồi lên cho em mã viền xanh 35. Viền xanh 35 cho em nha. Chốt viền xanh lên mã viền xanh. Chấm like cho em mấy chị ơi. Mấy chị bên nhóm chợ đang xem like chấm cho em nè. Rồi một con sắc nách dễ thương quá. Chốt cho em mã hoa cam 55 kg lại cho em vừa, lên cho em mã hoa cam 35. Hoa cam 35 giùm em nha. Rồi lên mã hoa cam giúp em mấy chị ơi. Hoa cam 35.000 cho em nè. Hoa cam 35. Rồi ai chốt hoa cam lên hoa cam giùm em nha. Hoa cam 35. Rồi con này nó sẽ like hai bên nè. Chị nào chốt con này lên mã cò giúp em. Mã cò 57 kg lại cho em vừa 50. Lên mã cò giùm em nha. 57 kg lại vừa, chốt cho em mã cò 50. Cò 50 cho em chị. Chốt cò cho em 50. Một con thể thao cho em. Cò 57 kg lại cho em vừa, lên cho em mã cò 53 kg lại giùm em, chốt cho em mã thể thao 50. Đẹp quá. Lên mã thể thao giùm em nha. Quá xịn. Lên cho em mã thể thao 53 kg lại vừa, chốt thể thao cho em 50. Chấm like mấy chị ơi, đâu hết rồi. Thể thao 50 cho em nè. Rồi một con hiệu cho em nha mấy chị ơi. Đây. Những cái tem này là những tem hiệu của nó. Rồi chứ là chốt mã hiệu lên cho em mã hiệu. Đồng giá 50. Nếu nào mà em không báo giá thì 50.000 chị. Còn nào giá khác thì em báo nha.
Rồi ai chốt chiếc này lên giùm em mã hiệu giùm em ha. Mã hiệu 55kg lại cho em vừa. 55kg lại vừa chốt mã hiệu giúp em nè. Mới trắng, mới kích luôn mấy chị, mã hiệu. Trời ơi nó đẹp. Rồi vàng giùm em nha, con này phong động, con này giống quần cho em chị ơi, 60-62kg chốt cho em mã vàng. 60-62kg nha, con này phong động cho em dài nha, phong giấu quần luôn á. Rồi mang giày bata cho em đẹp. 60-62kg chốt cho em mã vàng. Ai còn xem like chấm giùm em mấy chị. Sao em đọc thoại rồi. Mã vàng cho em mọi người ha. Rồi chốt vàng cho em. Vàng 62kg lại vừa chốt cho em mã vàng. Đỏ tim giùm em. Cái này chốt cho em mã đỏ tim. Đồng giá 50 chị. Đỏ tim cho em 55kg lại vừa mấy chị ha. Chốt đỏ tim lên cho em mã đỏ tim. Áo thỏ đây. Áo thỏ 50 chị nha, con thỏ này là thiêu. Nè mấy chị nhìn nè, mới kích luôn. Con thỏ này là thiêu trên áo cho em nha. Mười người xem hả chị? Sao em thấy em không thấy ai xem chưa? Rồi đây em lên con thỏ này nha, con thỏ này bự. Chị nào chốt thỏ lên trên mã thỏ 50. Thỏ này là crop top mà dán lay ngang cho em đó chị không? Dán lay ngang nè. Đó, dán nó vậy nha. 60-62kg. 60-62kg cho em đổ lại mặc được. 55kg đổ lên chị, em mặc là hơi rộng. 55kg đổ lên, 62kg lại cho em vừa. Chứ là chốt mã thỏ cho em mã thỏ nha. Nè, rồi chốt mã thỏ lên mã thỏ cho em. 55 cho đến 62kg cho em mặc được. Cái này mấy chị mít với quần ống rộng màu đen đó, đẹp. Màu đen hay màu gì cũng được, có phong trắng thì nó dễ mít. Rồi chốt cho em mã thỏ. Phong trắng thì nó dễ mít mấy chị hơn. Một con phong rộng cho em nè. Số 5kg. Trời ơi, con này 65, 67, 68kg cũng được ha. Chốt cho em mã chữ xanh giùm em. Chữ xanh giúp em với chị ha. 65, 67kg thì cũng vừa hết. Con này là phong rộng, thoải mái. Rồi 65, 67kg lên cho em mã chữ xanh. Đồng giá 50 chị Phạm Ngọc. Đồng giá 50 ha. Chốt mã chữ xanh cho em. Rồi chữ xanh, chữ xanh 65kg lại vừa. Con này chốt mã môi cho em. Dán ôm 55 5. Trời con này 57kg được coi giãn tốt. Chị đã chốt mã môi lên cho em mã môi nha. Rồi con này còn mới luôn chị, hèn gì nhìn thấy mới kích rồi. Mã môi giùm em 55-57kg. Dán ôm lên giùm em mã môi. Môi ở đây nè. Cái môi nó màu đỏ nè. Mã môi mấy em, mã môi mấy chị ơi. Ở đâu hết rồi mấy chị, thấy người xem mà không thấy comment vậy trời. Rồi mã môi cho em nè. 55-57kg chốt mã môi. Rồi con này lên mã màu cho em. Màu nghệ thuật luôn. Mã màu size S 48-50kg. Chị là chốt màu lên cho em mã màu mấy chị ha. Màu giùm em nè. 48kg thôi mấy chị. Chiếc này 48kg thôi nha. Đồng giá 50 chị. 48kg đổ lại chiếc này thôi. Ai chốt mã màu lên cho em mã màu. Chốt màu lên màu giùm em nè. Con rất tốt hoa đây chị. Con này lên mã hoa cho em luôn ha. Con này chị là chốt lên cho em mã hoa. Đây. Rồi chiếc hoa này 57-58kg lại cho em vừa. Chốt hoa lên cho em mã hoa nha. Crop top dáng ngắn. Lên mã hoa giùm em 57-58kg lại. Chốt mã hoa. Bà ba em like rồi chị. Giờ em không like lại bà ba đâu ha. Chị đã xem bà ba thì xem lại like. Hoặc là inbox cho em gửi hình.
Rồi chị là chốt này lên mã hoa cho em ha. Hoa 5758 ký lại chốt hoa. Thun đẹp lắm mọi người ơi. Cầm cái thun là xuống tay luôn. Rồi lên mã hoa. $50.000 một áo chị. Có này chốt mã sao cho em mấy chị. Cái đâu chị Thủy Phạm. Mã sao giùm em 55 kg lại vừa. Con này bo lai. Bo lai kiểu như đóng thùng vậy. Đẹp chưa. Rồi ai chốt mã sao lên mã sao giùm em mới kích. Đồng giá 50 bao đẹp mọi người ơi. Đã bán 50-60.000 một áo là bao đẹp cho mọi người. Bao từ A tới Z luôn. Em nói thật. Tại cái kiện này là cái kiện VIP chứ không phải cái kiện thường nha mấy chị ha. Cái thun dày đẹp mà mới lắm luôn. Ai chốt mã sao lên trên mã sao. Hoa chị Thủy Phạm. Chị Thủy Phạm inbox giùm em nha. Khách mới vui lòng cọc chuyển khoản đi đơn. Ai ok mình chốt tiếp. Ai không ok nói không. Nói không là em xả đơn ra khỏi mất công mình xuống like. Mình mất thời gian thôi mấy chị. Sam chốt chị Ngọc Thảo. Chị Thủy Phạm nhắn tin qua giùm em nha. Sao của chị Ngọc Thảo. Hết mã sao nha chị Thủy Phạm ơi. Rồi một con kiểu cho em nè. Đây cái con này mấy chị ha. Con này là 60 kg lại cho em mặc được. Mấy chị mặc kiểu thả giày xẻ một lai bên cũng như em cũng được. Không mấy chị cột lên cỡ top thì em cũng được nha. Và chiếc này 35 chị nào chốt mã cột lên cho em mã cột. 60 kg lại cho em vừa. Lên mã cột giùm em nha. Trời ơi nó đẹp. 35.000 ai chốt mã cột lên mã cột giúp em mấy chị ha. Thành áo crop top. Còn ai mà thích cơ phong rộng xả xẻ lai về cho em cũng màu đen nữa. Rồi chốt mã cột nha. Mã cột 35 cho em nè. Mã cột 35 mấy chị ơi. Cái này là một con đầm suông. Rồi đầm suông cho em mấy chị 35 cho em luôn. Chính là chốt đầm suông lên đầm suông 65 kg lại cho em thoải mái. 65 kg lại thoải mái nha. Chốt đầm suông lên đầm suông cho em nha. Đầm suông cho em 35. Rồi lên cho em đầm suông 35 mấy chị mình ơi. Đầm suông 35. Em ơi một con hiệu nha mấy chị. Con này 60.000 giùm em. Này. Hiệu Fila. Con này mấy chị mua phải là mấy trăm. Hiệu Fila mới kích luôn. Dáng thể thao cho em nha. Đẹp chưa. Rồi chứ nào chốt mã Fila lên cho em mã Fila 60.000 cho em. Dán thể thao cho em nha. Rồi con hiệu siêu phẩm mới kích. Mua 300-400 ngàn. Nếu mà mấy chị mua mới 300-400 ngàn cho em. Có mã vạch ở đây nữa nè mấy chị. Rồi ai chốt con Fila lên cho em mã Fila 60. 60 kg lại cũng vừa. Mấy chị nhìn cái câu áo xịn sò. Nó có khác cái gì không. Rồi lên mã Fila giùm em 60. Fila mà bán 60 ngàn rồi mấy chị biết nó quá rẻ. Con này người ta bán 120-140. Mấy chế ơi 120-140 mới kích luôn. Fila chốt chị An Yên. Hết mã Fila mấy chị. Fila em hết ha. Em bán thì là nó quá rẻ luôn mọi người. Không chốt nữa là uổng phí. Rồi con này ai có con trai mà tuổi tinh tinh đó mua mặc lại mấy chị nè. Cái hình em thấy nó hơi trẻ rất là dễ thương luôn. Rồi chị nào chốt mã hình lên mã hình cho em. Độ mới phải là trên 90% giùm em mấy chị. Rất là đẹp. Mã hình giùm em nha. 55 kg lại cho em vừa chốt cho em mã hình.
khỉ. Có con khỉ chị nãy soạn ra có con khỉ để dẫn đây nè. Trời ơi con khỉ nè. Chị lấy con khỉ, tính là con khỉ này bán 35 thôi. Quá đẹp luôn, có một con. Mà con này á chị Minh Phước biết sao không? Nó là hiệu hơn cái con bữa trước luôn. Nó cả có cả cái tem mạc của hình khỉ ở đây luôn nha. Cái này là hiệu nha mấy chị, siêu phẩm đó. Phila em hết. Rồi chốt mã khỉ nè. Con này khỉ này bán 35. hình Tony. Hình chốt Tony Trần. Đồng giá 50 mấy chị, còn cái nào giá khác thì em báo nha. Mà chị em soạn thấy có con khỉ thì em bỏ riêng đó. Rồi khỉ em chốt cho chị Minh Phước. Rồi một con hết mã khỉ mấy chị. Một con cờ rất tốt sắn eo cho em. 60kg lại cho em thoải mái. Chị nào chốt sắn eo lên cho em mã sắn eo 35. Con này nó có mít kim tuyến mấy chị ha, nhìn cái thun đẹp chưa? Mới ha. Rồi 60kg lại vừa mấy chị, 60kg lại mấy chị mặc được hết. Chốt cho em mã sắn eo cho em 35. Có một con à, đúng không chị? Một con duy nhất luôn á. Sắn eo chốt con như trần. Hello cô Quý Trương. Hết mã thủy, hết mã phila rồi mấy chị ha. Mấy chị chấm chấm like giùm em đi. Chấm like giùm em. Trời ơi. Lên tiếp có siêu phẩm cho mấy chị nè. Nhanh tay nha mọi người. Adidas cho em nha, thể thao Adidas mấy chị ha. Adidas giùm em nha. Đó, những cái con mà nó như giày mới là đúng hiệu Adidas của nó nha mấy chị. Tem mạc đầy đủ cho em nè. Rồi ai chốt lên mã cho em không? Xuất sắc. Năm mươi lăm ký lại cho em vừa, lên cho em mã VIP giùm em nha. 60.000 chốt cho em mã VIP. 60.000 chốt mã VIP giùm em mấy chị. Nãy em mới thấy cái mạc của nó nằm ở đâu ta? Ở đây. Mã VIP cho em nha. Mã VIP nằm đâu phía sau rồi á. Đây mấy chị ha. Đó. Chốt mã VIP giùm em 60. 55kg lại cho em vừa. Lên mã VIP giúp em mấy chị. Trời ơi chứ sao nữa. Hiểu ý chị luôn á, mà còn không biết thương không ủng hộ nữa thôi luôn á. Mã VIP giúp em mấy chị ơi. VIP em chốt chị An Yên. VIP của chị An Yên. Rồi cái con này với chị sơ binh lên cho em là tuyệt đỉnh luôn. Con này với chị sơ binh lên cho em cực đỉnh. Chỉ là chốt mã sao lên cho em mã sao. Mã sao 52kg lại cho em vừa dáng ôm. Hết mã VIP mấy chị, hết mã VIP nha. 52kg lại vừa dáng ôm cho em. Chỉ là chốt mã sao lên cho em mã sao. Nhìn hai cái tay siêu phẩm chưa. Nhìn hai cái tay nè đẹp chưa mấy chị ơi. 52kg lại cho em vừa chốt cho em mã sao. Một con form rộng giùm em. Đồng giá 50 mấy chị, giá khác em bán nha. Rồi một con form rộng dấu quần. 55-57kg lại cho em vừa. 55-57kg lại vừa. Ai chốt mã tím, chữ tím là mã chữ tím giúp em mấy chị. Chữ tím. Thế giới lựa đồ thiệt á mấy chị ơi. Mấy chục ngàn à. Mấy chị mua đồ mới mà hàng Việt Nam thôi. Bộ đồ 300-400 ngàn rồi đúng không. Mã này cũng đẹp quá trời. Đẹp luôn. Nói chung là mình mua ở shop nào mà uy tín, sản phẩm chất lượng là mình ok à mấy chị. Mã sao em chốt chị Ngọc Thảo. Sao em chốt chị Ngọc Thảo.
mã sao chốt chị Ngọc Hảo. Mấy chị chấm like giùm em nha, lâu lâu mình chấm like để mình thấy có tương tác. Trời ơi, mấy chị lên con này đẹp quá nè. Crop top like ngang cho em nha. Nè, nó có dây bo thôi em. Đẹp chưa? Hình gì không biết. 60kg lại cho em vừa mấy chị. Chốt mã hình giùm em. Tay bèo, dữ không? 60kg lại vừa, chốt cho em mã hình. 60kg lại vừa lên mã hình giùm em nha. Dáng ngắn. Đẹp chưa? Cái này chị nào mà eo tới đâu mình có cái dây mình rút tới đó mấy chị, rất là đẹp. Đây, như eo em tới đây đó mấy chị ha, rút vô. 60kg rồi lên mã hình giùm em. 50.000 đẹp xuất sắc không mấy chị ơi? Form đẹp độc lạ luôn. Hình em chốt chị Hương Nguyễn, dự bị chị Thủy Phạm. Chị Hương Nguyễn inbox giùm em nha. Hình chốt chị Hương Nguyễn, dự bị chị Thủy Phạm. Chị nào có đơn inbox qua giúp em mấy chị. Em hết mã hình ha. Chấm like mọi người ơi, chấm like cho em. Rồi cái này lên cho em mã gì nhỉ? Mã cam giùm em mấy chị, mã cam 60-62kg cho em vừa, form rộng dấu quần nha. Chốt cam lên cho em mã cam. 60-62kg lên mã cam giùm em nè. 60-62kg chốt cam mấy chị ơi. 60-62kg lên cho em mã cam. 60-62kg chốt cam. Thỏ này thiêu lên đây luôn mấy chị ha, đẹp chưa? Rồi chốt thỏ lên cho em mã thỏ. Mã thỏ 57-58kg lại cho em vừa. Chốt thỏ lên cho em mã thỏ mấy chị. 57-58kg lại vừa lên cho em mã thỏ nha. 57-58kg lại vừa. Trời ơi nó đẹp. Con áo này mà bán 50.000 mấy chị nghĩ đi. Người ta bán 7-80 không. Nè trời ơi, nhìn nè, không hiểu ha. Quá đỉnh luôn ha. Thỏ giùm em nha. Thỏ 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 mấy chị ơi, chốt cho em mã thỏ. Thỏ chốt chị Hương Nguyễn. Đẹp quá mấy chị. Thỏ chốt chị Hương Nguyễn. Chị nào có đơn inbox qua giùm em nha mấy chị đẹp. Rồi một con crop top cho em nè mấy chị. Dây rút bên eo này nha. 53kg lại cho em vừa, 35.000. Chứ nào chốt mã dây lên cho em mã dây. 53kg lại cho em vừa, chốt mã dây cho em 35. 53kg lại vừa nha. Chốt mã dây giùm em 35. Con này dán crop top. Rút dây eo này mấy chị. Rồi, alo chị Huyền Nguyễn. Ai chốt mã dây lên mã dây giùm em 35 nha. 53kg. 53kg là cho em vừa lên cho mã dây 35. Nhắn tin rồi ok chị. Rồi con này hai bên sẽ like vậy mấy chị. Lên mã sẽ like giùm em. Mã sẽ like, dáng ngắn cho em, chiếc này 55kg lại vừa, chốt cho em mã sẽ like 35. Sẽ like 35 giùm em. Lên mã sẽ like cho em 35 nha. Ủa sao bên trang nó mấy chị đâu hết rồi ta? Em hết mã thỏ, hết mã thỏ. Bên trang còn ai xem chấm like giùm em mấy chị. Không em tắt không vô lại nha. Rồi chỉ nào chốt mã sẽ like lên cho em mã sẽ like. 55kg lại vừa chốt sẽ like giùm em. 55kg lại vừa lên cho em mã sẽ like.
quá. 60 kg chốt mã hoa dùm em mấy chị ha. Một vườn hoa trái cây vậy nằm hết trên đây. 60 kg lại cho em vừa lên cho em mã hoa. 60 kg lại vừa chốt hoa giúp em nha. Mã hoa, mã hoa. Mấy con này mấy chị đóng thùng với quần rin đồ gì cũng đẹp mà. Áo không trắng rất là dễ mặc. Rồi hoa cho em. 60 kg lại vừa chốt mã hoa. Cam giùm em mấy chị, cam 48 kg, dáng ôm. Cam 48 kg chốt cam cho em nha. Cam 48 kg lại cho em vừa chốt cho em mã cam. Cam dáng ôm, rồi chốt cam lên mã cam giùm em 48 kg. Chấm like mọi người ơi, chấm like cho em, chốt cho em mã cam. Rồi mã đỏ giúp em nè, mã đỏ 65 kg. Mã đỏ 65 kg nha, chốt đỏ lên cho em mã đỏ. Con này là phong rộng, dài, phong giấu quần á. Rồi chốt đỏ giùm em ha. Đỏ đỏ mấy chị. Chốt đỏ lên cho em mã đỏ. Chị đợi em xíu. Vô lại nha mấy chị, bên trang chính còn ai xem không mọi người? Đồ Thanh Lý hôm nay chắc không lên chị Minh Phước, rồi Thanh Lý chắc mai em lên. Chấm like mấy chị ơi, ít người xem quá em xuống nha. Trời ơi, một con hoa hồng đẹp chưa. Lại giùm em mấy chị ha. 55-56 kg lại cho em mặt đẹp. Chứ là chốt hoa hồng lên cho em mã hoa hồng quá đẹp luôn. Chốt hoa hồng lên mã hoa hồng giùm em nha. Đằng sau nè, đỉnh chưa. Lên cho em mã hoa hồng. Em tắt vô lại vậy nào xem vô.